Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của Em Thiện Đời Sống. Và trong video buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một nhân vật đang xuất hiện ở trên màn hình của cô chú anh chị đây. Đó chính là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Thì ngày hôm nay ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải chịu khuất phục. Đấy, đã phải làm một cái việc mà mình không muốn làm. Đấy, bởi vì hôm trước thì đã ấp ủ một cái sản phẩm phim về cuộc đời mình đúng không ạ? Đã chốt poster rồi tên tuổi các thứ rồi. Nhưng mà ngày hôm nay thì Mr. Đàm đã bị áp lực từ truyền thông, từ phía cộng đồng mạng, từ phía báo chí, khiến cho Đàm Vĩnh Hưng đã phải thay đổi tên nha cô chú chị nha. Và Đàm Vĩnh Hưng cũng đã phải phân trần cũng như giải bày về cái tên phim này, rồi về cái ghế đang ngồi của mình đang xuất hiện trên màn hình của cô chú chị đây. Thì tại sao lại Đàm Vĩnh Hưng phải làm những cái động tác như vậy ấy? Thì là bởi vì báo chí, đặc biệt là báo Người Lao Động ngày hôm qua đã có một cái bài viết về cái sự ngông, đúng không ạ? Về cái sự ngông của ca sĩ Mr. Đàm này. Và sau khi rất là nhiều những ý kiến thì cuối cùng ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã phải thay đổi cái tên phim của mình, bỏ cái từ vua, đúng không ạ? Cái từ dơ kinh đấy trong cái sản phẩm phim của mình đi rồi nha cô chú chị nha. Đã bị tắt nắng rồi. Em xin chào tất cả cô chú chị nha. Xin chào tất cả mọi người. Vừa rồi cái âm thanh của em nó hơi bị trục trặc một tí thì em đã chỉnh sửa lại rồi. Thì đây, em sẽ đọc cho mọi người nghe cái bài viết này nha. Bài viết có tựa đề: Đàm Vĩnh Hưng bỏ chữ vua trong tên phim, đính chính hình ảnh ngai vàng. Úi dồi ôi, toàn là những cái gọi là hoành tráng của vua chúa rồi ngai vàng các thứ đúng không ạ? Nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng đã phải lên tiếng rồi nha cô chú chị nha. Chúng ta sẽ cùng xem này. Có vẻ đã lắng nghe ý kiến của khán giả, Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ chữ dơ kinh khỏi tên phim Hào Quang Rực Rỡ và đính chính về hình ảnh được cho là ngai vàng trong hôm họp báo. Chiều ngày 27 tháng 3, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lên tiếng về tranh cãi xưng vua qua tên phim Hào Quang Rực Rỡ, dơ kinh. Sau thời gian lắng nghe khán giả, Đàm Vĩnh Hưng cho biết quyết định bỏ chữ dơ kinh trong tên phim, không tự xưng là ông Hoàng Nhạc Việt. Giải thích, nam ca sĩ viết trên trang cá nhân: Hưng xin khẳng định bản thân mình chưa bao giờ dám vỗ ngực, xưng tên với danh xưng là ông Hoàng Nhạc Việt hay là vua chúa. Truyền thông và khán giả ưu ái gọi thì Hưng rất là trân trọng và biết ơn. Khi bắt tay vào thực hiện dự án, nhà sản xuất cũng độc lập, thu hút rất là nhiều chất liệu về Hưng, kể cả những góc khuất, tranh cãi dựa trên truyền thông để xây dựng kịch bản. Và danh xưng ông Hoàng Nhạc Việt với tiếng Anh là The King có lẽ là một trong những tranh cãi mà họ sẽ kể trong phim. Tức là cái chính cái tên The King này cũng sẽ được cho vào trong phim. Và ở đây thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng chia sẻ rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chưa bao giờ tự vỗ ngực là tự xưng mình là ông Hoàng Nhạc Việt nha. Cái này thì em không biết, nhưng mà em thấy là hôm qua báo chí thì đây em đọc cho mọi người. Báo Người Lao Động đúng không ạ? Đàm Vĩnh Hưng này. Hôm qua em thấy được rằng là báo Người Lao Động viết rất là cụ thể về chỗ Đàm Vĩnh Hưng luôn. Ở đâu rồi nhỉ? Đây, tự xưng vua đây. Đây, em đọc cái đoạn này cho mọi người cùng nghe nha. Cái đoạn này đâu rồi nhỉ? Không phải cái bài viết này rồi. Thôi được rồi. Nói chung là hôm qua thì báo Thanh Niên hay báo Người Lao Động ấy thì người ta đã đề cập rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là trong rất nhiều các ca nghệ sĩ thì không ai dám nhận mình là cái tên như vậy, nhưng mà trừ Đàm Vĩnh Hưng. Tức là những cái tên mà ông Hoàng Nhạc Việt hay là ông Hoàng V-pop ấy, hay là ông Hoàng K-pop cái gì đó đấy thì không ai dám nhận, nhưng mà chỉ có riêng Đàm Vĩnh Hưng là nhận thôi. Chúng ta sẽ đọc tiếp nha. Đàm Vĩnh Hưng không phải là nhà sản xuất và cũng không phải là biên kịch. Nam ca sĩ là người nắm giữ bản quyền câu chuyện về tiểu sử của mình, đồng thời là diễn viên chính, đóng vai chính của mình ở giai đoạn trưởng thành. Về mặt sáng tạo, công ty MAR6 Picture của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito chịu trách nhiệm quyết định tên phim cũng như là câu chuyện họ muốn kể về cuộc đời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Về chữ The King trong tên phim,
Đàm Vĩnh Hưng nhận thấy ý kiến đóng góp của khán giả là hợp lý. Anh đã bàn với ekip nhà sản xuất điều chỉnh cho phù hợp. Tức là ở đây ấy, thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có giải trình rằng là cái việc đặt tên phim ấy là Hào Quang Rực Rỡ Dơ Kinh thì là không phải là do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tự đặt. Đấy, mà là cái này là do ekip bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito là đặt tên phim. Chứ còn cái từ Dơ Kinh này là không phải là do Đàm Vĩnh Hưng đặt vào đâu nha cô chú chị nha. Đấy, cho nên là nhưng mà Đàm Vĩnh Hưng vẫn sửa tên phim. Đấy, bởi vì sau khi lắng nghe ý kiến của khán giả. Ok, em sẽ đọc tiếp này. Đàm Vĩnh Hưng đính chính về ngai vàng. Bên cạnh bỏ danh xưng Dơ Kinh, Đàm Vĩnh Hưng cũng làm rõ một tranh cãi khác về cuộc họp báo. Nam ca sĩ cho biết chiếc ghế ngồi ngay boss chụp hình tại họp báo không phải là ngai vàng dành cho vua chúa. Trên thực tế, đó là chiếc ghế cắt tóc được làm cho lộng lẫy hơn, nhắc nhớ rằng Hưng bắt đầu mưu sinh bằng công việc là thợ cắt tóc. Dù có thành công, Hưng cũng không bao giờ quên đi quá khứ, nam ca sĩ giải thích. Chiều ngày 27 tháng 3, Đàm Vĩnh Hưng công bố ảnh tia poster của bộ phim. Đó là bức ảnh chụp từ phía sau khi anh mặc áo choàng đứng trên sân khấu ca nhạc. Đấy thì Đàm Vĩnh Hưng đã sửa tên rồi nha mọi người. Đấy, sửa poster rồi. Đấy, đã bỏ cái chữ Dơ Kinh đi rồi. Đấy, và chỉ còn là một cái poster mới như thế này nha cô chú chị nha. Đây này, Hào Quang Rực Rỡ này. Thì nói chung là cái bài viết này thì thể hiện hai cái nội dung thôi. Đấy, thứ nhất là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã bỏ cái từ Dơ Kinh, tức là cái giống như kiểu là một vị vua gì đó đấy, kinh là vua mà. Đấy, trong cái tên phim mới của mình. Và có giải thích rằng là cái từ Dơ Kinh đó không phải là do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho vào đâu nha. Đấy, mà là do bên đạo diễn người ta cho vào, đạo diễn biên kịch người ta cho vào chứ không phải là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nha. Đấy, bởi vì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chỉ là người gọi là có bản quyền về cái cuộc đời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thôi. Chứ còn cái đặt tên phim là không phải do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng quyết định. Thì mọi người thấy sao về cái ý kiến đó? Thì mọi người hãy để lại bình luận nha. Chứ em thấy là nó hơi lạ lạ ở đây nha. Đấy. Ok. Còn nội dung thứ hai là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có giải thích rằng là cái ghế mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang ngồi đây này thì không phải là cái ngai vàng. Mà đây chỉ là một cái ghế cắt tóc của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thôi, nhưng mà được trang trí cho lộng lẫy. Thì trang trí như thế này để ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng luôn nhớ lại cái quá khứ của mình là xuất phát từ một anh thợ cắt tóc đi lên thành một ca sĩ, đúng không ạ? Nổi tiếng. Thì đây là một cái nội dung mà em cũng muốn cập nhật thêm cho cô chú anh chị. Thì nói chung là cái thông tin này thì chỉ là một thông tin ngoài lề thôi. Còn em ở đây em cũng đang thắc mắc rằng là không biết là trong cuộc đời trong cái bộ phim kể về cuộc đời của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng ấy, thì không biết rằng là có nhắc đến câu chuyện liên quan đến chỗ xin lỗi Phương Hằng không mọi người nhỉ? Cô chú chị có một cái thắc mắc giống em không? Không biết được rằng là ca sĩ Đàm Vĩnh có nhắc về cái quá trình làm từ thiện của mình, hay là nhắc về cái vấn đề liên quan đến câu chuyện của Siêu Phương Hằng không nhỉ mọi người nhỉ? Nếu mà nhắc vào thì chắc là hấp dẫn lắm đấy. Em xin chào tất cả mọi người nha. Nếu mà ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mà cho Siêu Phương Hằng vào trong bộ phim thì chắc là sẽ có người xem đấy. Chứ còn nếu mà không cho vào trong, tất nhiên thì đây là quyền của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thôi, nhưng mà nếu mà cho vào thì em nghĩ rằng là sẽ có thêm một lượng khán giả lớn vào xem. Còn nếu mà không cho vào thì nói chung vẫn có khán giả xem nhưng mà ít hơn. Thôi rồi, cái video buổi tối ngày hôm nay thì mọi người còn chia sẻ gì thêm không nhỉ? Hôm nay cũng là thứ hai đầu tuần mới rồi. Đấy, mong rằng là tuần này thì chúng ta sẽ có nhiều tin tức mới về những cái sự kiện mà chúng ta đang quan tâm. Đấy, ví dụ như là câu chuyện liên quan về ca sĩ Vy Oanh này, về câu chuyện của Siêu Mẫu Phương Hằng này, câu chuyện về Tỉnh Thất Bồng Lai này,
và câu chuyện về ông Trần Văn Sĩ hay là Hàn Ni đấy, hay là một cái tên nào khác sẽ được cập nhật đến. Thì em mong rằng là trong tuần này sẽ có nhiều tin tức nha. Ôi giời, có nhiều câu chuyện lắm. Ca sĩ Mr. Đàm này thì song song với nổi tiếng thì cũng có rất là nhiều scandal đấy, nhưng mà chúng ta cùng xem rằng là cái ca sĩ này sẽ truyền tải cái bộ phim đó như thế nào nha. Nhưng mà em nghĩ rằng là em chắc là cũng chả có tiền để đi xem đâu. Còn ở đây có nhiều khán giả đang nhắc đến Trấn Thành. Trấn Thành thì u dồi ôi, em không phải nói đâu chứ Trấn Thành được quá trời người quan tâm luôn. Đây tiện tiện câu chuyện này thì chúng ta nhắc đến sự việc của Trấn Thành luôn nha. Đấy, trong cái buổi quảng bá cái bộ phim của mình ấy, thì Trấn Thành mặc dù là nhân vật phụ nhưng mà đã trở thành nhân vật chính, là khóc ở trong cái buổi cái gì nhỉ, đấy là gọi gì nhỉ, cái buổi quảng bá đúng không ạ, quảng bá phim của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Đấy, đúng ra thì ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng phải là người khóc, nhưng ở đây thì Trấn Thành lại là người khóc. Thì Trấn Thành có một cái phát ngôn rằng là đời nghệ sĩ khó nuốt hơn quý vị nghĩ. Nếu ai cảm thấy thích tiền, thích hào quang thì hãy thử lên đây để chạm vào nó. Đấy, tức là sau đó thì Trấn Thành đã khóc nức nở với cái phát ngôn này của mình. Thì sau khi Trấn Thành có một cái phát ngôn như vậy thì rất nhiều người nổi tiếng và còn ở trong showbiz luôn nha cô chú chị nha, đã có những cái chia sẻ rất là thẳng thừng về phát ngôn của Trấn Thành. Thì ở đây nha, cái nội dung này rất là quan trọng đấy, rất là hay đấy. Thật ra em đang định để ở một video khác cơ, nhưng mà thôi em thấy được rằng là chia sẻ luôn để cho mọi người, hiện tại cũng đang rất là đông người xem thì thôi chia sẻ luôn. Thì nếu như Trấn Thành có bảo rằng là Trấn Thành quen với việc mà bị cộng đồng phán xét rồi, Trấn Thành quen rồi và Trấn Thành enjoy với cái việc đó. Đấy, quyền phán xét, quyền nói là của các bạn, nhưng mà có tiếp nhận hay không ấy thì là quyền của Trấn Thành. Ok, mình rất là đồng ý với cái ý kiến đó. Thì thôi thì nếu như khán giả nói thì đã đành. Nhưng ở đây nha, những cái phát ngôn của Trấn Thành ấy thì là có rất là nhiều ca nghệ sĩ nổi tiếng cũng chia sẻ về cái phát ngôn đó nha, chứ không phải là mỗi khán giả đâu. Thì bây giờ em sẽ đọc cho cơ bản cho cô chú chị rằng là có 6 cái chia sẻ về cái phát ngôn của Trấn Thành nha. Đầu tiên là thợ hát Duy Mạnh này. Người già bán vé số, trẻ em ăn xin, chiến sĩ cứu hộ lao động vất vả, không ai kêu than. Sao mấy thằng showbiz từ thiện thì lấy tiền của người khác sắm xe sắm nhà mà lên truyền hình gào khóc to thế, khóc vì cảm thấy mình thiếu may mắn à. Đấy là chia sẻ của Duy Mạnh. Chia sẻ của Trác Thúy Miêu. Thù lao ngôi sao bằng người ta đi làm cả năm, đừng khóc lóc như nạn nhân. Công nhận là cũng không thích Trác Thúy Miêu lắm đâu, nhưng mà Trác Thúy Miêu phát ngôn một cái câu phải nói được rằng là nó quá là chuẩn luôn. Đấy, mọi người có công nhận với em rằng là thù lao của các ca nghệ sĩ ấy, bằng một năm đấy, bằng một năm người lao động, người công nhân ấy, người ta đi làm. Đấy, thế mà khóc lóc cái gì không biết nữa. Một cái cuộc sống gọi là đáng mơ ước như vậy đúng không? Một cái việc làm đáng mơ ước như vậy thì nói chung là kẻ khổ làm gì đúng không? Người bác công nhân kia, cô thợ kết rác kia, người ta còn chưa kẻ khổ thì thôi đúng không? Người ta làm một tháng được có 7-8 triệu, đây một show của mình đã được cả 100 triệu rồi, đúng là bằng một năm người ta làm thật. Thế mà khóc lóc cái gì không biết đây. Còn Sơn Tùng thì chia sẻ rằng là muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được thì phải chịu cảm giác mà không ai chịu được. Đấy cũng là một câu rất là hay của Sơn Tùng. Nghệ sĩ Thành Lộc có chia sẻ như sau. Nghệ sĩ hy sinh vì nghệ thuật là bắt buộc, kẻ lẻ sẽ rất mắc cười. Vì làm nghề cũng có tiền chứ có làm không công đâu. Thì nghệ sĩ Thành Lộc cũng rất là thẳng thừng khi nói rằng là cái việc kẻ lẻ là rất mắc cười. Thì cũng đang muốn ám chỉ đến cái chia sẻ của Trấn Thành với mọi người. Mỹ Tâm thì có chia sẻ như sau. Phải chấp nhận phán xét, không có giá như, làm nghệ sĩ sướng thấy mồ. Đấy, Trấn Thành thì bảo rằng là úi dồi ôi, phải bước lên đây nếm bốn chữ hào quang rực rỡ thì mới thấy nó như thế này thế kia. Nhưng mà Mỹ Tâm là một nghệ sĩ nổi tiếng này lại bảo rằng là làm nghệ sĩ sướng thấy mồ.
Tiếp theo là một chia sẻ nữa của ca sĩ Tóc Tiên. Nghệ sĩ cũng là con người và dĩ nhiên có hỉ nộ ái ố. Đôi khi hôm qua thất tình thì hôm nay vẫn phải lên sân khấu hát một bài cho thật vui. Nhưng chúng tôi là nghệ sĩ, chúng tôi có quyền yêu cầu khán giả hay cộng sự của mình rằng tôi đang đau lắm, đừng ép tôi cười trên sân khấu. Chúng tôi không có quyền đó. Quyền và nhiệm vụ duy nhất của người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu là cống hiến hết mình và tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu. Thì đây là cái ý kiến của Tóc Tiên, tức là khi mà lên sân khấu ấy thì là sẽ tỏa sáng hết mình đấy, và sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, chứ không phải là lên sân khấu để khóc lóc và kể khổ nha. Thì đấy là một vài những cái ý kiến sau khi cái phát ngôn của Trấn Thành trở thành rất là hot nha cô chú chị nha. Thì sáu cái ý kiến của sáu nghệ sĩ nổi tiếng cũng đã gọi là có ý về cái vấn đề phát ngôn của Trấn Thành. Nhưng mà công nhận là em cũng cảm thấy là nó hơi lố thật. Nó lố ở cái chỗ rằng là đây không phải là cái buổi ra mắt phim của Trấn Thành. Nếu như đây là một buổi ra mắt phim bố già của Trấn Thành cơ, thì Trấn Thành khóc thoải mái, bởi vì Trấn Thành là nhân vật chính. Nhưng mà đây thì Trấn Thành chỉ là một nhân vật phụ thôi. Nhưng mà khóc gọi là khóc nức nở luôn, khiến cho người ta chỉ tập trung vào Trấn Thành thôi. Và người ta lại không quan tâm đến cái bộ phim của cái ông Đàm Vĩnh Hưng. Đấy là cái đầu tiên. Còn cái thứ hai ấy, là lên truyền hình để khóc và gọi là kể khổ về cái nghề nghiệp của mình, thì đúng thật là em cũng thấy nó không hợp lý. Các ông khổ nhưng mà các ông kiếm được tiền quá trời luôn. Nhiều người người ta khổ nhưng mà người ta kiếm được lương thấp lắm, nhưng mà người ta cũng rất là vui vẻ thôi. Đấy, kể cả kể vào cái sự khổ của mình, người ta cũng không bao giờ người ta cũng ném cái khổ của mình để người ta tiếp tục người ta sống. Đây mình là nghệ sĩ thì mình lại than thì nó buồn cười quá. Đấy, góc độ cá nhân của em cũng thấy là buồn cười nha. Bởi vì nếu như mà nghệ sĩ ấy, mà lương chỉ có 7 triệu thôi. Đây là em nói rất là khách quan nha. Nếu mà lương của nghệ sĩ mà chỉ được khoảng 7 triệu một tháng thôi, thì lên khóc, lên kể khổ, em rất là đồng tình, rất là chia sẻ, đồng cảm. Nhưng mà đây lương của nghệ sĩ là có khi là 7.000 đô chứ không phải là 7 triệu nữa rồi. Đúng không? Một ca sĩ một tháng thì một ca nghệ sĩ em nghĩ rằng một tháng họ phải làm được vài trăm đến cho đến hàng tỷ đồng. Đấy mà cũng lên khóc thì em cảm thấy nó hơi buồn cười. Mà cái quan trọng là khóc không đúng chỗ. Nó hơi lố ở cái chương trình của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng này. Đấy thì đấy là một vài những cái chia sẻ trong cái câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng, thì cũng nói lên cái ý kiến của em về chỗ Trấn Thành. Đấy thì không biết là cô chú chị thấy như nào, nhưng mà góc độ cá nhân của em thì em cảm thấy nó hơi buồn cười thôi. Ok được rồi. Đấy thì sau video này thì em xin phép tạm dừng ở đây nha. Đấy, cô chú chị có ý kiến gì thì mọi người hãy để lại bình luận ở dưới video clip này nha. Còn là video clip này em xin phép tạm dừng ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ.